Hóng dương si biết. Địch Nhật Ba từ chối tiêu chiến. Trần Vi Vũ cắt đứt liên lạc với bạn gái cụ Âu Dương Nana. Tin tức dương si biết ngày hôm nay liên quan đến dàn sao Hoàng Ngự đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bản tán xôn xao. Thứ nhất, rất nhiều rất nhiều anh ban đầu chỉ là một dự án được đầu tư kinh phí thấp, nhưng một doanh nhân rất giàu có quyết định đầu tư vào phim này, biến một bộ phim chất lượng trung bình thành một dự án lớn, nên dàn diễn viên cũng có sự thay đổi. Phía nhà đầu tư giờ rất muốn Tiêu Chiến và Địch Đại Nhật Ba tham gia, hai ngôi sao này góp mặt vào bộ phim này thì chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám. Thái độ của Tiêu Chiến hiện tại không rõ ràng, còn ekip Địch Đại Nhật Ba đã trực tiếp từ chối. Tiêu Chiến từ lâu cũng muốn truyền hình, nhưng anh ấy khó mà làm được điều này bởi đằng sau còn có công ty và tư bản. Họ kiểm soát Tiêu Chiến rất chặt, nên quyền quyết định của anh ấy không nhiều. Gần đây anh ấy muốn tiếp tục tham gia kịch để nâng cao năng lực, nhưng công ty cho rằng việc này phí thời gian. Thứ hai, Cảnh Điểm hiện giờ không còn kén chọn tài nguyên phim nữa, chỉ cần chống nghịch thì sẽ nhận bất kể quy mô lớn nhỏ. Thứ ba, Giữ Phượng Hành vì có sự tham gia của Lệ Dĩnh nên nhiệt độ, độ chủ đề và độ thảo luận đều rất cao. Bên phía phim cũng tận dụng được cơ hội này mà lôi kéo được mấy nhà đầu tư lớn. Hiện tại thì bộ phim này đã thành đại chế tác. Lần trở lại đóng cổ trang thần tượng này khiến Lệ Dĩnh gặp phải áp lực rất lớn. Cô ấy rất coi trọng Giữ Phượng Hành. Thứ tư, Âu Dương Nana cùng Trần Phi Vũ vào năm ngoài đã không còn liên lạc. Trước đó thì họ đã từng ở bên nhau khoảng 2 năm. Thứ năm, thần tượng của Đinh Vũ Hề chính là Địch Đại Nhật Ba. Trước đây anh ấy có ở sau sân khấu xin chữ ký và rồi chụp hình. Thứ sáu, Trần Nguyên Hy vốn không thích Viên San San, nhưng vì Trần Hiểu cùng Viên San San có quan hệ khá tốt nên cô ấy cũng không nói gì. Thứ bảy, phim mới của Lưu Diệc Phi đang chiếu có thành tích rất tốt nên việc đầu tư cho Trường Lăng cũng tăng lên. Bên phía phim cũng muốn tìm nam chính có địa vị và nhiệt độ cao tương xứng. Nam chính của Trường Lăng vẫn chưa quyết định, Ngô Lỗi hay Vương Nhất Bác cũng có khả năng tham gia. Tính tới hiện tại thì mới xác định nữ chính Lưu Diệc Phi. Thứ bảy, Hàn Đông Quân tiếp xúc với nam chính Hội Yêu Tiểu Hồng Nương Trúc Nghiệp. Thứ tám, Trương Tịnh Nghi và Điền Hi Vi có phim chiếu cùng. Tuy thành tích phim của Điền Hi Vi tốt hơn nhiều, nhưng Trương Tịnh Nghi lại hốt phán hơn hẳn. Thứ chín, Arjuna Baby và Dương Dương sẽ hợp tác trong một bộ phim. Thứ mười, chuyện của Thái Tử Khôn và công ty cũ lại ầm ĩ. Công ty không chỉ tố cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ, mà còn kiện cậu ấy rời công ty không lý do. Hiện tại vấn đề bản quyền cũng bị liên lụy theo. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.